Sáng ngày 21 tháng 7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến sân hoa dân hương việc các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Hang Co Phường xã Phú Lệ và nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa thăm tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn. Tham dự về phía huyện có các đồng chí, đồng chí Hà Thị Hương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, phó bí thư, chủ tịch ủy ban dân huyện, cùng các đồng chí trong thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện. Với lòng tôn kính biết ơn vô hạn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cầu nguyện cho linh hồn các liệt sĩ siêu sinh tịnh độ, tiếp tục phụ hộ cho quốc thái dân an. Tiếp đó, đoàn đã đến sân hoa sân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Quan Hóa, Nghệ Trang có 227 mộ liệt sĩ, trong đó có 62 mộ đầy đủ thông tin, 65 mộ có một phần thông tin, còn lại là mộ chưa xác định được thông tin. Với lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng mộ phần. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình bệnh binh. Hà Văn Bơi ở bản bút xã Nam Xuân, Hà Văn Quang ở khu ban, và bệnh binh Lương Văn Nguyện ở khu 4 thị trấn Hồi Xuân. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu so sắc trước những công hiến to lớn của các bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Hóa tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.